Hôm nay tôi sẽ chỉ mọi người cách fix tướng vừa mới mua lên hạng 1 bạn ấn muốn chọn con chơi nhiều nhất của bạn. Rồi bạn ấn muốn giúp chọn, bạn ấn giúp chọn cái con chơi chơi ít nhất ấy. Đấy, xong rồi bạn gửi cái số trận nhiều nhất, bạn sẽ gửi được cái số trận nhiều nhất của bạn. Giả dụ 500 trận hay là 600 trận hay 1.600 trận. Người ta thấy mình chơi nhiều, người ta sẽ cho mình lên hạng 1. Đấy, nói chung là cho mình lên thì mình mới chơi được có 3 trận thôi, mình còn không khoe được tỷ lệ thắng cơ. Anh em có thấy không? Đấy, thấy cái gì ảo ma không? Đây bậc D đây này, tem mình tem tôi nó còn hú hồn con chào màu các bạn thấy chưa? Đấy 1K6 mà thông thạo đi.